Ba La Mật nầy xá lợi phất bát nhã trí huệ Ba La Mật hay phát danh ngũ nhãn Bồ Tát học ngũ nhãn thời được vô thượng bồ đề nầy xá lợi phất có đại Bồ Tát lúc thật hành bát nhã trí huệ Ba La Mật tu thần thông Ba La Mật do đây được những sự như ý như là chấn động đại địa biến một thân làm vô số thân vô số thân hoàn lại một thân hoặc ẩn hoặc hiện đều tự tại. Đi qua núi vách cây đá không chướng ngại như đi trong hư không. Đi trên mặt nước như đi trên đất bằng. Đi trong không gian như chim bay. Vào ra trong đất đá như trồi hụp trong nước. Trong thân tuôn lửa, tuôn nước như đống lửa to, như nguồn suối trên núi tuyết có thể lấy tay giờ mặt miệng mặt nguyệt có thể giờ đến phạm thiên, thân thể luôn được tự tại dầu hiện những thần thông như ý mà Đại Bồ Tát này chẳng thấy có thần thông. Chẳng thấy có sự thần thông cũng chẳng thấy có thân, tất cả đều bất khả đắc vì là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh. Thế nên Đại Bồ Tát này chẳng nghĩ rằng ta được như ý thần thông, trừ khi vì tâm nhất thiết trí. Lúc thật hành bát nhã, trí huệ, ba la mật Đại Bồ Tát được như ý thần thông trí chứng như vậy. Nầy xá lợi phất, vì thiên nhĩ thanh tịnh hơn nhân nhĩ, Bồ Tát này nghe hai thứ tiếng. Tiếng của cõi trời và tiếng của loài người. Dầu như vậy nhưng Bồ Tát này cũng chẳng thấy có thiên nhĩ thần thông. Thiên nhĩ cùng âm thanh và thân mình đều bất cả đắc. Vì là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô danh nên Bồ Tát chẳng nghĩ rằng ta có thiên nhĩ trừ khi vì tâm nhất thiết trí lúc thật hành bát nhã trí huệ ba la mật bồ tát nầy được thiên nhị thần thông trí chứng như vậy nầy xá lợi phất đại bồ tát nầy biết đúng như thiệt tâm của những chúng sanh khác nếu là dục tâm sân tâm si tâm khắc ái tâm thọ tâm tán tâm loạn tâm tiểu tâm bất giải thoát tâm hữu thượng tâm thời bồ tát nầy biết đúng là dục tâm nhận đến biết đúng là hữu thượng tâm nếu là ly dục tâm Ly sân tâm, ly si tâm, vô khác ái tâm, vô thọ tâm, nhiếp tâm, định tâm, đại tâm, giải thoát tâm, vô thượng tâm, thời Bồ Tát nơi biết là đúng là tâm ly dục nhận đến biết đúng là tâm vô thượng. Dầu biết đúng như thiệt nhưng Bồ Tát này chẳng thấy có những tâm ấy. Tại sao vậy? Vì tâm ấy chẳng phải có thiệt tâm tướng, vốn là chẳng thể nghĩ bàn vì là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô danh nên Bồ Tát này chẳng nghĩ rằng ta được tha tâm trí chứng, trừ khi vì tâm nhất thiết trí. Lúc thật hành bát nhã, trí huệ, ba la mật, Bồ Tát này được tha tâm thần thông trí chứng như vậy. Này xá lợi phất, Đại Bồ Tát dùng túc mạng trí chứng thần thông nhớ một ngày, một tháng, một năm. Một kiếp nhận đến nhớ vô số trăm ngàn muôn ức kiếp ta ở chỗ đó. Tên họ đó, sinh hoạt ăn uống như vậy, sống bao lâu, bị khổ hưởng vui như vậy. Từ chỗ đó chết xanh đến chỗ kia, từ chỗ kia chết xanh đến chỗ đó có tướng dạng có nhân duyên như vậy. Nhưng Bồ Tát này chẳng thấy có túc mạng thần thông, chẳng thấy có sự túc mạng thần thông và thân mình. Tất cả đều bất khả đắc vì là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô sanh nên Bồ Tát này chẳng nghĩ rằng ta có túc mạng thần thông, trừ lúc vì tâm nhất thiết trí, lúc thật hành bát nhã trí huệ ba la mật. Bồ Tát này được túc mạng thần thông, trí chứng như vậy, nầy xá lợi phất đại Bồ Tát này dùng thiên nhãn thấy những chúng sanh lúc sau, lúc tử thân đẹp hay xấu, chỗ ở tốt hay xấu hoặc thân lớn hoặc thân nhỏ cũng thấy chúng sanh theo nhân duyên của nghiệp có những chúng sanh vì thân khẩu ý ác nghiệp thành tử nên hủy báng hiền thánh do nhân duyên tà kiến mà khi chết phải đọa ác đạo sanh trong địa ngục có những chúng sanh thân khẩu ý thiện nghiệp thành tử mà kính tin hiền thánh do nhân duyên tránh kiến mà khi chết được vào thiện đạo sanh lên các cõi trời dầu thấy biết như vậy mà Bồ Tát này chẳng thấy có thiên nhãn thần thông cùng sự thiên nhãn thần thông và thân mình. Tất cả đều bất khả đắc. Vì là tự tánh không, tự tánh lý, tự tánh vô danh nên Bồ Tát này chẳng nghĩ rằng ta có thiên nhãn thần thông, trừ lúc vì tâm nhất thiết trí. Lúc thật hành bát nhã, trí huệ, ba la mật, Bồ Tát này được thiên nhãn thần thông trí chứng như vậy. Bồ Tát này cũng thấy rõ chúng sanh trong hàng xa thế giới ở mười phương chết đây xanh kia nhận đến xanh lên các cõi trời. Tất cả bốn thần thông đều có công năng thấu suốt như vậy. Đây là lậu tận thần thông của Bồ Tát. Do được lậu tận thần thông mà Bồ Tát này chẳng ra vào hàng thanh văn, bích chi Phật mãi đến quả vô thượng Bồ Đề vẫn chẳng y cú pháp nào khác ngoài bát nhã, trí huệ, ba la mật. Bồ Tát này cũng chẳng thấy có lậu tận thần thông cùng sự lậu tận thần thông và thân mình. Tất cả đều bất khả đắc. Vì là tự tánh không, tự tánh ly, tự tánh vô danh nên Bồ Tát này chẳng nghĩ ta được lậu tận thần thông trừ lúc vì nhất thiết trí. Lúc thật hành bát nhã, trí huệ, ba la mật Bồ Tát này được lậu tận thần thông trí chứng như vậy. nầy xá lợi phất. Lúc thật hành bát nhã, trí huệ, ba la mật, đại bồ tát đầy đủ thần thông ba la mật, do đây mà quả vô thượng bồ đề được tăng ích. nầy xá lợi phất. Có đại bồ tát lúc thật hành bát nhã, trí huệ, ba la mật an trụ trong thà na ba la mật để thanh tịnh nhất, thiết chủng trí, vì rốt giáo rỗng không, chẳng sanh tâm san lẫn vậy. nầy xá lợi phất có đại bồ tát lúc thật hành bát nhã trí huệ ba la mật an trụ trong thi la ba la mật để thanh tịnh nhất thiết chủng trí vì rốt giáo rỗng không chẳng giết mắc nơi có tội cùng chẳng có tội vậy nầy xá lợi phất có đại bồ tát lúc thật hành bát nhã trí huệ ba la mật an trụ trong sàn đề kham nhẫn ba la mật để thanh tịnh nhất thiết chủng trí vì rốt giáo rỗng không chẳng sân hận vậy nầy xá lợi phất có đại bồ tát lúc thật hành bát nhã trí huệ ba la mật an trụ trong tỳ lê gia tinh tấn ba la mật để thanh tịnh nhất thiết chủng trí vì rốt giáo rỗng không thân tâm luôn tinh tấn chẳng trễ lười thôi nghĩ vậy nảy xá lợi phất có đại bồ tát lúc thật hành bát nhã Chí huệ ba la mật an trụ trong thiền na, thiền định ba la mật để thanh tịnh nhất, thiết chủng trí, vì rốt giáo rỗng không, chẳng loạn động, chẳng say xưa thiền vị vậy. Nầy xá lợi phất, có đại bồ tát lúc thật hành bát nhã, chí huệ ba la mật an trụ trong bát nhã, chí huệ ba la mật để thanh tịnh nhất, thiết chủng trí, vì rốt giáo rỗng không, chẳng sanh tâm ngu si vậy. Nầy xá lợi phất. Đại Bồ Tát lúc thật hành bát nhã, chí huệ, ba la mật an trụ trong sáu ba la mật như vậy để thanh tịnh nhất thiết trùng trí. Vì rốt ráo rỗng không, vì chẳng đến chẳng đi, vì chẳng thí chẳng thọ, vì chẳng phải giới cấm chẳng phải phạm tội, vì chẳng phải nhèn chẳng phải sân, vì chẳng phải siêng năng chẳng phải lười, vì chẳng định chẳng loại, vì chẳng trí chẳng ngu vậy. Bây giờ đại bồ tát chẳng phân biệt bố thí cùng chẳng bố thí chẳng phân biệt trì giới cùng phạm giới, chẳng phân biệt nhẫn nhục cùng sân khỏe, chẳng phân biệt tinh tấn cùng giải đãi, chẳng phân biệt định tâm cùng loạn tâm, chẳng phân biệt trí tuệ cùng ngu si, chẳng phân biệt hủy hại khinh mạn cùng cung kính tôn trọng. Tại sao vậy? Vì trong pháp vô sanh chẳng có ai lãnh thọ sự hủy hoại, không có ai lãnh thọ sự khinh mạn hay cung kính. Này xá lợi phất thật hành bát nhã, trí huệ, ba la mật đại Bồ Tát được những công đức như vậy. Hàng thanh văn và bích chi Phật không có được những công đức này. Do đây đại Bồ Tát đầy đủ thành tựu chúng sanh, thanh tịnh Phật độ được nhất thiết trùng trí. Nảy xá lợi Phất, lúc thật hành bát nhã, trí huệ, ba la mật ở trong tất cả chúng sanh đại Bồ Tát sanh tâm bình đẳng đã sanh tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh bồ tát được pháp bình đẳng đã được tất cả pháp bình đẳng bồ tát đặt để tất cả chúng sanh trong pháp bình đẳng đó đại bồ tát này hiện đời được chư phật mười phương yêu mến cũng được tất cả bồ tát bích chi phật thanh văn kính mến bất luận thọ xanh ở chỗ nào đại bồ tát này trong nhãn căn thẳng thấy có sắc cũng chẳng ái sắc nhận đến trong ý căn chẳng biết có pháp cũng chẳng ái pháp nầy xá lợi phất chấm hỏi đại bồ tát thật hành bát nhã trí huệ ba la mật như vậy chẳng tổn giảm vô thượng tránh đẳng tránh giác Lúc Đức Phật giảng thuyết phẩm bát nhã, trí huệ, ba la mà trong Pháp hội có 300 tỷ kheo đứng dậy dâng y cúng dường Đức Phật và phát tâm vô thượng bồ đề. Đức Phật mỉm cười, từ miệng Phật, chiếu ra những ánh sáng nhiều màu. Ngài A Nan liền đứng dậy sửa y phục quỳ gối chắp tay bạch Đức Phật hỏi duyên cớ mà Đức Phật mỉm cười. Đức Phật nói, nấy A Nan, 61 kiếp sau, 300 tỷ kheo này sẽ thành Phật hiệu là Thại Tướng. Sau khi bỏ thân này, 300 tỷ kheo đây sẽ sanh về cõi nước của Đức Phật a Su cùng với 6 vạn thiên tử dục giới đồng pháp tâm vô thượng Bồ Đề sẽ xuất gia tu hành Phật đạo trong chánh pháp của Đức Phật Di Lặc. Bây giờ do oai thần của Phật mà hàng tứ chúng trong Pháp hội thấy ngàn Đức Phật ở mỗi phương trong mười phương, quốc độ trong mười phương ấy đều nghiêm tịnh hơn cõi ta bà này. Có mười ngàn người phát nguyện tu tịnh hạnh để sanh về thế giới của chư Phật đó. Đức Phật biết tâm nguyện của chúng thiện nam từ này nên lại mỉm cười từ miệng Phật phóng ra những ánh sáng. Ngài A Nan Bạch Đức Phật hỏi duyên cớ, đức phật nói mười ngàn người ấy sẽ sanh về các thế giới mười phương mãi không rời chư phật sau đây sẽ đều thành phật đồng hiệu là trang nghiêm vương như lai hết phẩm thứ tư